Hôm nay sẽ diễn giảng một bài pháp có chủ đề là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì đây là cái câu nói mà của Đức Phật ở trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Thì có người đến hỏi Đức Phật là tại sao ở trên đời này lại có người thì sống lâu, người chết sớm, người có nhiều tài sản, người có ít tài sản. Có người thì có sắc đẹp, có người thì có sắc xấu, có người thông minh, trí tuệ, mà có người thì ngu si đần độn. Thì lúc này Đức Phật mới nói với cái vị đó này, thiện nam tử, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Thì cái vị này không có hiểu về cái câu nói này, cho nên là Đức Phật giải thích thêm ra rằng là bởi vì là những cái chúng sinh sở dĩ mà ở cái đời này mà người ta có cái tuổi thọ dài là người ta không có sát sinh. Còn những người nào mà có tuổi thọ ngắn ấy là do đời trước là cái người đấy đã hay làm cái ác nghiệp sát sinh. Cái người nào mà có sức khỏe tốt là do cái đời trước người ta không đánh đập những chúng sinh khác. Còn những người nào mà có sức khỏe kém là do đời trước hay hành hạ đánh đập những chúng sinh khác. Những người mà có nhiều tài sản là do bố thí, còn những người ít tài sản là do bòn sẻn, san tham, không có làm việc bố thí. Những người mà có cái sắc xinh đẹp là do người ta có cái tâm hiền hậu, có cái lòng, có cái tâm từ bi bác ái, không hận sân, dù cho người khác có xúc phạm, họ vẫn không khởi lên cái tâm sân hận tức giận. Còn những cái người mà hay sân hận hay tức giận hay thì ở trong đời này sinh ra sẽ là cái người xấu xí, có cái sắc diện là rất là xấu. Còn có những cái người mà người ta thành đạt, có cái sự nghiệp hành thông tốt là do người ta hay bố thí cúng dường đến các sa môn bà la môn. Còn có những cái người mà đời này làm ăn khó khăn, gặp nhiều cái chướng ngại là do không có bố thí đến các sa môn bà la môn. Có những cái người đời này người ta thông minh trí tuệ là do đời trước người ta thân cận những bậc chân nhân để học hỏi, để lắng nghe những cái chánh pháp, những cái pháp thiện này. Còn những cái người mà không có thân cận với các bậc chân nhân, các bậc thiện trí thức, cho nên là không được học những cái pháp cao thượng, những cái pháp thiện này. Thì nói chung là đấy là những cái sự vận hành của nghiệp. Và trong cái quá trình Đức Phật đi truyền bá giáo pháp cũng thế. Thì khi mà gặp một cái người nào mà người ta chưa hề có cái sự hiểu biết, có cái chi kiến gì về nghiệp, thì cái điều đầu tiên Đức Phật phải tuần tự giảng giải cái giáo pháp. Ví dụ như là phải giảng cho người ta biết cái lợi ích của những cái việc bố thí, lợi ích của những cái việc giữ giới, từ bỏ cái việc bất thiện và thọ trì những cái giới mà làm những cái việc thiện. Rồi là do cái quả của cái nghiệp đó là sự hạnh phúc ở cái cõi nhân gian hay cõi thiên giới, và cái quả của những cái ác nghiệp đó là thọ những cái khổ báo ở những cái cõi đọa xứ. Khi mà cái tâm của một cái vị đấy đã trở nên nhu nhuyễn thuần thục, tức là có cái niềm tin, có cái sự tin tưởng tuyệt đối vững chắc vào cái nghiệp và quả của nghiệp rồi, vì ấy tin vào những cái hành động của mình để lại những cái thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, và những cái thiện nghiệp ác nghiệp ấy nó sẽ để lại cái quả báo ở trong đời này, ở trong đời sau. Thì sau đó Đức Phật mới có thể, nếu biết vị đó đủ căn cơ để đắc đạo, thì sẽ tuyên thuyết các sự thật, giảng về bốn thánh đế, và có thể vị đó sẽ chứng đắc đạo quả ngay trong cái khi vị đó nghe pháp. Còn nếu như đó là một cái người cần phải thực hành tuần tự, thì Đức Phật sẽ cho vị đó một đề tài thiền quán để tu tập. Có thể là vị đấy sau một thời gian tu tập sẽ chứng đắc cái đạo quả. Hoặc là cũng có những người thì phải gieo cái duyên, đó là làm những cái thiện pháp ở đời này, rồi có thể vị đó sẽ chứng đắc đạo quả ở trong đời tương lai. Thì cái nền tảng đầu tiên của một cái người học trong muốn thực hành cái giáo pháp của Đức Phật để đi đến giải thoát, thì vị đó cần phải có cái chi kiến
chân chánh, tức là có cái sự hiểu biết đúng sự thật, thì cái giáo lý về nghiệp và quả của nghiệp này thì không phải là Đức Phật là cái người sáng tạo ra nghiệp và quả của nghiệp đó, mà Đức Phật chỉ là một cái người giác ngộ ra các cái sự thật và thấy rõ ràng, biết rõ ràng, hiểu rõ ràng, chi tiết những cái sự vận hành của nghiệp. Nó đã chi phối chúng sinh từ muôn kiếp đến giờ, nó đang chi phối và nó sẽ chi phối tất cả chúng sinh ở trong tam giới này. Thế nên là tại sao có những cái cõi sống khác nhau, có những cõi mình có thể thấy được, như là cõi thiên, cõi nhân loại này, hay là cõi súc sinh cũng sinh ra ở trên đời. Tại sao có những cái người cao thượng, người hạ liệt, có những cái chúng sinh thấp kém. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái cõi sống khác nữa, từ cái cõi đọa xứ đến các cõi thiên giới. Thì tại sao lại có những cái chúng sinh phải sinh vào những cái cõi đọa xứ? Tại sao có những chúng sinh lại sinh lên những cái cõi thiên giới? Tại sao có những chúng sinh thì sinh làm súc sinh? Tại sao có chúng sinh sinh làm người? Thì tất cả những cái điều đó đều là cái sự vận hành của nghiệp, vì tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì nếu mà khi mà mình hiểu về cái giáo lý về nghiệp, mình sẽ có được cái chánh kiến, cái tri kiến đúng, thì mình sẽ chấm dứt đi những cái tà kiến mê lầm ở thế gian. Người ta mê lầm ở thế gian, người ta không hiểu về nghiệp, thì người ta tin vào những cái tà thuyết, cho rằng có những cái vị thần linh thượng đế an bài cái thế gian, cái thế giới, các cái loài chúng sinh này, hoặc là người ta tin theo những cái tư tưởng, những cái học thuyết đó là không có nhân quả, không có những cái nghiệp báo, thì cái đấy nó là những cái tà kiến chấp thường hoặc là chấp loạn ở thế gian. Còn nếu mà cái người nào hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, người đấy sẽ có cái chi kiến theo đúng cái con đường trung đạo, không rơi vào hai cái tà kiến là chấp thường cho rằng có linh hồn tồn tại vĩnh hằng, và chấp loạn cho rằng chết rồi là hết. Thì cái giáo lý về nghiệp đây thì nó rất là thâm sâu và rất là rộng. Chỉ có cái chi kiến của Đức Phật thì mới có thể thấy được một cách chi tiết cặn kẽ nhất, mà không có một cái điều gì mà Đức Phật không có hiểu về cái, không có thể lý giải được về cái sự vận hành, cái sự chi phối của nghiệp và quả của nghiệp này. Thì tất cả những cái hành động gì của mình ở trong hiện tại này, nó đều có liên quan, tức là nó đều là quả của nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà nó lại là nhân để nó sinh ra quả ở trong tương lai. Thì nghiệp ở đây là một cái, ví dụ chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, ý muốn nói là tất cả chúng sinh làm tự mình tạo ra những cái nghiệp do cái ý thức của mình tạo ra. Thì cái nghiệp nó sẽ được tạo ra từ ở thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức là có những cái hành động ở nơi thân nó tạo ra nghiệp, lời nói tạo ra nghiệp, và ý nghĩ tạo ra nghiệp. Thì Đức Phật cũng nói là nghiệp đen này cho quả báo đen, nghiệp trắng này cho quả trắng, nghiệp đen trắng này cho quả đen trắng, mà nghiệp không đen trắng thì cho quả không đen không trắng. Thì cái nghiệp đen ở đây là chỉ cho cái ác nghiệp. Những người nào mà làm những cái ác nghiệp, ví dụ như là cái người nào mà có những cái hành động hay cái lời nói hay ý nghĩ đi kèm với các cái tâm bất thiện, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì trong đó nếu mà chi tiết ra thì còn nói là nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, tức là nó có 12 cái tâm bất thiện. Thì tất cả 12 cái tâm bất thiện nó đều tạo ra những cái ác nghiệp. Khi mà mình nói năng, hành động hay mình suy nghĩ với những cái tâm bất thiện đó, thì là mình tạo ra những cái ác nghiệp. Còn nó có những cái tâm thiện ở cái cõi dục giới này, thì nó có cái 8 tâm đại thiện ở cái cõi dục giới này. Nó có những cái tâm, những cái thiện nghiệp thuộc về sắc giới, có những cái thiện nghiệp thuộc về vô sắc giới, và nó có những cái thiện nghiệp thuộc về siêu tam giới hay là siêu thế thiện nghiệp. Thì đấy là những cái thiện nghiệp thì nó cũng nhiều như thế. Ác nghiệp thì nó cũng có phát sinh ở cả thân, ở cả khẩu, ở cả ý. Ví dụ như là một cái người làm những cái việc thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, tâm hành có tổn hại, tức là cái thân của mình có làm hại cho mình hoặc cho người, lời nói có tổn hại đến cho người khác, cái ý nghĩ của mình có cái sự tổn hại đến những cái chúng sinh khác,
đấy là đang tạo ra ác nghiệp. Thì cái người mà có thân hành tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, thì sau này nó sẽ cho ra cái quả báo là phải tái sinh về những cái cõi sống có tổn hại. Cái cõi sống có tổn hại đó là cõi địa ngục, là một cái cõi có tổn hại, luôn luôn bị đánh đập. Súc sinh là một cái cõi có tổn hại, luôn luôn có cái sự cắn xé, ăn nuốt, tàn sát lẫn nhau. Ngã quỷ là cái cõi có tổn hại, đó là luôn luôn chịu cái sự đói khát. Atula thì có tổn hại về cái sự sân hận đấu tranh nhau. Thì có những cái chúng sinh tạo những cái thân hành vừa có tổn hại vừa không tổn hại, thì tái sinh về những cái cõi đó là vừa có tổn hại vừa không tổn hại. Ví dụ như ở cõi người và một số chư thiên và một số các cái loài bàng sinh. Ví dụ như là ở cõi người này thì vừa có tổn hại vừa không tổn hại, tức là có những lúc thì mình hưởng cái sự hạnh phúc an vui, mà cũng có những cái lúc thì mình chịu những cái quả báo khổ đau. Thì có những lúc cái thiện nghiệp nó cho quả thì mình luôn gặp những cái cảnh hài lòng, mình được nghe những cái âm thanh hài lòng, ngửi những cái mùi hương hài lòng, được ăn những cái vị ngon lành hài lòng, được xúc chạm với những cái vật chất nó rất là êm ái hài lòng. Đấy là khi mà cái quả của thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ. Còn khi nào mà cái quả ác nghiệp nó trổ thì lúc đấy mình luôn luôn phải gặp những cái có tổn hại, tức là mình phải gặp những cái cảnh mà nó có tổn hại. Ví dụ như là mình nhìn thấy những cái cảnh nó rất là xấu xí, rất là đau thương, đó là mắt mình thấy những cái cảnh có tổn hại, mà tai mình nghe những cái âm thanh có tổn hại, mình phải nghe những cái lời mà người ta phỉ báng, mắng nhiếc, chửi mắng mình. Mình phải ngửi những cái mùi hương có tổn hại, ví dụ như là mình phải sống ở cái nơi mà nó có những cái mùi hôi thối, mà nó không được hưởng những cái mùi thơm tho, phải nếm những cái mùi có tổn hại, ví dụ như mình được ăn những cái thức ăn nó rất là nghèo khổ, kém dinh dưỡng, mà ăn thì nó không ngon, mà nó phải mà bắt buộc phải ăn, không có thì đói, phải xúc chạm với những cái xúc chạm có tổn hại, ví dụ như mình bị đánh đập, hay là mình phải mặc những cái quần áo nó thô xấu, ở trong những cái ngôi nhà nó rất là lục sục. Đấy là những cái người cái quả của cái bất thiện nghiệp nó cho quả. Đấy là ở cái cõi người này thì thế. Đôi khi mình thọ những cái quả của cái nghiệp có tổn hại và không tổn hại, cho nên là ở cõi đời này có lúc thì mình gặp những điều tốt, lúc mình gặp những điều xấu. Một số chư thiên cũng có cái quả như vậy, và một số bàng sinh, một số súc sinh nó cũng có cái quả như vậy. Có những cái cõi bàng sinh mà thuộc về thiên giới như là cõi rồng hay là chim sĩ điểu, thì người ta cũng có những lúc người ta cũng có những cái phước còn lớn hơn cõi người, nhưng mà đôi khi người ta cũng phải chịu những cái nỗi khổ đau. Ví dụ như là rồng naga thì luôn luôn phải làm thức ăn cho chim sĩ điểu, thì cũng có cái sự tàn sát đấu đá nhau. Cũng có lúc chim sĩ điểu cũng phải chết do bắt rồng naga. Rồng naga cũng có những cái cách dìm chim sĩ điểu chết ở dưới đại dương. Thế đấy là cũng là những cái hàng chư thiên, mà cũng là hàng bàng sinh, mà cũng có những cái lúc gặp những cái phước lành, cũng có lúc phải chịu những cái tổn hại khổ đau. Thì đấy là những cái khi mà mình tạo ra những cái nghiệp đen thì cho quả báo đen, nghiệp trắng thì cho quả báo trắng. Ví dụ như những cái người mà người ta làm những cái thiện nghiệp lớn, người ta sinh về các cái cõi thiên giới, thì người ta được hưởng những cái phước lành thù thắng ở trên các cái cõi thiên giới. Đấy là cái nghiệp trắng cho quả trắng. Còn có những nghiệp không đen trắng thì cho quả không đen trắng. Đó là có những cái nghiệp thì nó thuộc về vô ký, những cái nghiệp mà nó không để lại, nó không cho cái quả báo. Như là khi mà mình có những cái lúc cái hành động của mình mà nó không có cái sự cố ý ở trong đấy, thì nó không để lại cái nghiệp. Ví dụ như là khi mình đi đứng, mình có thể cái vô tình mình dẫm đạp lên những cái chúng sinh khác, mình không cố ý giết hại chúng sinh, thì mình sẽ không để lại cái thiện nghiệp hay ác nghiệp gì. Thì những cái nghiệp đấy thì nó là vô ký, nó không đen không trắng. Hay là đôi khi mà mình chìm ở trong một cái giấc ngủ, khi mình chìm ở trong giấc ngủ ấy là tâm nó rơi vào cái tâm hỗn kiếp, tâm hữu phần, thì cái tâm ấy nó cũng là tâm duy tác, nó không để lại cái thiện nghiệp hay ác nghiệp gì. Thì cũng có lúc mình làm những cái việc mà nó vô thức như vậy, ví dụ như khi mà mình ngồi có hơi thở nó đi vào đi ra một cách vô thức, thì đấy là không có để lại cái thiện nghiệp gì, ác nghiệp gì. Nhưng mà khi mà mình có cái chú tâm, có chủ động chú tâm trên hơi thở,
thì lúc đấy là bắt đầu là có những cái mình khi mình cố ý làm một cái gì đó thì lúc đấy bắt đầu nó sẽ tạo ra nghiệp. Thế thì cái nghiệp ở cái cõi dục giới này thì nó có hai loại, đó là thiện nghiệp, ác nghiệp và duy tác là cái nghiệp vô ký. Thì khi mà mình cố tình làm việc ác, nói lời ác, suy nghĩ ác, đấy là ác nghiệp. Khi mà mình cố tình làm việc thiện, nói lời thiện, suy nghĩ thiện thì đó là thiện nghiệp. Ví dụ như khi mình cố ý sát sinh thì đó là ác nghiệp, mình cố ý tránh xa sát sinh thì đó là thiện nghiệp. Cố ý trộm cắp, cố ý tà dâm, cố ý nói dối, cố ý uống rượu, hoặc là mình cũng cố ý không sát sinh, cố ý không trộm cắp, cố ý không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì đó, vậy thì cái nghiệp nó sinh ra từ cái sự chủ động của mình, từ cái sự tác ý, từ cái sự cố ý của mình. Mình cứ cố tình làm cái việc gì đó là thiện, hay đi kèm với tâm thiện hay với tâm bất thiện, thì nó sẽ để lại cái nghiệp thiện hay tâm bất thiện ở cái cõi dục giới này. Cho nên là nghiệp được gọi là tâm sở tư. Tư cũng có cái ý nghĩa là mình cố ý, tức là làm một cái việc gì mình cố tình cố ý thì là nó sẽ để lại nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ba cái nghiệp này, thì cái nghiệp nào mạnh nhất? Thì ba cái nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ý nghiệp nó tạo ra cái nghiệp lớn nhất, nó tạo ra những cái thiện nghiệp mà từ tâm của mình nó cũng ra rất là lớn, mà cái ác nghiệp mà nó từ trong tâm của mình nó cũng rất là lớn. Ví dụ như là hai người cùng làm một cái việc như là bố thí, cùng có một cái vật chất đấy, cùng có một cái phẩm vật để mình bố thí, nhưng mà một cái người bố thí với cái tâm rất là hời hợt, nhưng mà còn một người thì bố thí với một cái tâm rất thành kính. Cùng là cái vật như thế, cùng cái người thọ nhận như thế, cùng cái vật thí đấy, nhưng mà hai cái tâm trạng khác nhau, nó sẽ để lại hai cái nghiệp khác nhau. Cái người mà bố thí với một cái tâm hời hợt thì là cái nghiệp nó rất là yếu. Còn cái người mà bố thí với một cái tâm rất là hoan hỷ thành kính thì nó để lại cái nghiệp rất là mạnh. Cũng như thế, khi mình làm một cái ác nghiệp thì cũng vậy, mình cố ý mạnh thì nó để lại cái ác nghiệp mạnh, mình cố ý yếu thì nó để lại cái ác nghiệp yếu. Đấy là nghiệp, vậy thì nó mạnh hay nó yếu, nó lại là do cái tâm của mình, tâm của mình mạnh hay yếu. Hay là một cái người mà bố thí đi kèm với trí tuệ, tức là mình làm cái nghiệp đấy, nó có thể cái thiện nghiệp nó lại đi kèm với trí tuệ, có thể nó không có trí tuệ đi kèm. Vì vậy cho nên là khi mà sinh ra ở trên cõi đời này, có những cái hạng người vô nhân, có cái hạng nhị nhân và có cái hạng tam nhân. Thì đấy là cái quả của nghiệp sinh ra ở cái cõi người này. Ví dụ như là cái người mà khi mà người ta làm việc thiện với một cái tâm rất là hời hợt, với một cái tâm hời hợt tức là người ta không quan tâm đến cái việc thiện đấy, hoặc là người ta bị những cái tâm bất thiện nó chi phối quá nhiều, cho nên là cái lúc mà người ta làm cái việc thiện đấy, cái tâm thiện nó khởi lên rất là yếu, mà vì nó bị ô nhiễm bởi những cái tâm bất thiện. Ví dụ như là trong cái lúc mà người ta đang làm việc thiện như là bố thí hay giữ giới hay là lễ Phật hay làm cái việc gì đó, nhưng mà cái lúc đấy người ta cứ bị chi phối bởi những cái tâm tham dục, bởi những cái tâm sân hận, nó nấn áp, nó làm cho những cái tốc hành tâm thiện đó nó không khởi lên, mà ví dụ như là nó chỉ khởi lên một cái ý môn hướng tâm thôi, một cái tức là nó chỉ khởi lên một cái tâm quan sát, nó khởi lên cái tâm quan sát của thiện vô nhân, tức là cái tâm đấy nó là cái tâm vô nhân. Thì nếu như đến lúc chết mà cái người đó mà bắt vào cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp vô nhân ấy, cái nghiệp mà nó không có những cái tốc hành tâm nó khởi lên, thì nó bởi vì cái nghiệp đấy nó hời hợt, nó rất là yếu, thì cái người đấy khi trong bào thai, vì cái nội tâm nó rất là ít, cho nên là nó làm cho cái bào thai khó phát triển, không đầy đủ. Ví dụ như là người đó sinh ra có thể sẽ bị khiếm khuyết một trong 6 căn. Ví dụ như người đó có thể bị mù bẩm sinh, hoặc là bị điếc bẩm sinh, hoặc bị câm ngọng, hoặc là bị tâm thần, hoặc bị bại liệt, hoặc là bị một cái bệnh gì đó ngay từ lúc bẩm sinh. Tức là sinh ra đời sẽ là một cái người có lục căn bất cụ, tức là 6 căn không được đầy đủ, không đầy đủ cả 6 căn. Thì đấy được gọi là cái người vô nhân. Cái hạng người vô nhân như vậy thì người đấy sẽ sinh ra ở đời này rất là thiệt thòi, rất là khổ, và người đấy cũng sẽ không thể nào tu tập được những cái pháp thượng nhân, như là người đấy có tu tập không thể đắc được thiền, không thể đắc được đạo quả ở trong cái kiếp này.
không đắc được ba cái pháp tự nhân truyền thông đạo quả. Còn có những người thì có tạo những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà cái thiện nghiệp đấy là thiện nghiệp ly trí, tức là trong cái lúc tạo thiện nghiệp đấy, cái người đấy không có cái sự suy xét, không có cái hiểu biết về nghiệp, tức là vị đó làm việc thiện mà vị đó không biết rằng đây là việc thiện, và cái việc thiện này nó sẽ cho ra cái quả ở tương lai. Tức là vị đó không hề biết mình là chủ nhân của nghiệp, mình là chủ tự của nghiệp, mà vị đó chỉ làm mà với có thể là do người khác xúi dục rồi làm, hoặc là do làm theo thói quen mà làm không có cái tác ý, không có suy xét, thì chỉ biết làm vậy thôi mà nó không có cái trí tuệ hiểu biết ở trong đó. Thì sau này nó sẽ cho ra cái quả. Nếu như cái người đấy sinh lại ở cõi người mà cái nghiệp mà đấy nó cho quả, thì vị đó sinh ra sẽ là cái người nhị nhân. Cái người nhị nhân là cái tâm tục sinh, nó thiếu mất cái trí tuệ, nó thiếu mất cái tuệ quyền, tức là trong 34 tâm, tâm thiện, dục giới, thì nếu mà nó mà có cái tuệ trong cái tâm tục sinh ấy, nó mà có trí tuệ đi kèm theo, thì người đấy là người tam nhân, thì là cái người có cái trí tuệ. Còn nếu như mà trong cái lúc đi tục sinh đấy mà cái người đó đầu thai với một cái tâm mà không có trí tuệ, thì cái người được gọi là người nhị nhân, tức là có vô tham vô sân nhưng mà không có cái tâm vô si. Cho nên là ở đời này sinh ra thì cái người đấy sẽ không có tu tập, dù có tu tập cũng không chứng đắc được thiền thông và đạo quả ở trong kiếp này. Thế nên là cái người đấy phải nỗ lực tu học Phật pháp ở cái đời này, và để tích lũy những cái ba la mật cho kiếp sau, tức là phải kiếp sau sinh ra thì mới có thể tu chứng đắc thiền thông đạo quả, còn kiếp này không thể chứng đắc được. Đấy là do cái kiếp trước mình tạo những cái thiện nghiệp mà nó không đi kèm với trí tuệ, nó sẽ rất là nguy hiểm như vậy. Còn có cái hạng người là khi tạo những cái thiện nghiệp mà có đi kèm với trí tuệ, tức là khi mà vị đó làm cái việc thiện gì thì vị đó có biết đây là thiện nghiệp và nó sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai, thì cái vị đó có cái chi kiến về nghiệp và quả của nghiệp như vậy, thì những cái hành động của vị đó làm nó mới gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Và cái người phải có cái tâm thiện tâm hợp trí tuệ đấy, và đến lúc mình chết với cái nghiệp đó thì tái sinh ở đời này sẽ đủ tam nhân. Nếu một cái người có đủ tam nhân mà gặp được Phật pháp và thực hành thì vị đó sẽ chứng đắc thiền, có thể nếu vị đó nỗ lực thực hành đúng pháp, vị đó có thể chứng đắc được thiền và có đủ khả năng để chứng đắc được thần thông và đạo quả. Nhờ vị đó khi đi tái sinh là một cái người tam nhân. Thế là nghiệp và quả của nghiệp là như thế. Mình tạo cái nghiệp, mình là chủ nhân của nghiệp, mình sẽ tạo nghiệp như thế và nó sẽ cho lại cái quả nó tương ứng như thế. Có những cái hàng chúng sinh mà sinh ở những cái cõi như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atula, ở các cái cõi đọa xứ. Khi mà tất cả những chúng sinh sinh vào các cái cõi đọa xứ thì khi đi tục sinh nó toàn tái sinh với cái tâm thọ xả quả bất thiện vô nhân, tức là cái tâm tục sinh cái thời điểm cận tử ấy là nó toàn bắt vào những cái ác nghiệp. Cho nên là khi mà sinh ra ở trên đời thì tái sinh vào cái cõi khổ, còn sinh lại cái cõi người và cõi chư thiên thì đó là do là tái sinh với cái tâm thiện, có thể là vô nhân, có thể là nhị nhân hoặc tam nhân. Kể cả các hạng chư thiên cũng có chư thiên nhị nhân, chư thiên tam nhân, chứ không phải là chư thiên nào cũng là tam nhân. Vì vậy có những chư thiên người ta vẫn có tà kiến, có những chư thiên có thể đắc đạo và nếu mà tu học Phật pháp, có những chư thiên thì không đắc đạo được, cũng giống như có người vậy, có người thì có thể ngộ đạo được, có người thì không. Đấy là do cái nghiệp của mỗi người tạo khác nhau, tạo tác nó khác nhau, cho nên là nó có những cái cảnh giới khác nhau như vậy. Thì hàng ngày mình có thể là mình có những cái việc làm, những cái hành động về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì trong đó cái việc mà ngồi thiền hàng ngày nó cũng để lại cái nghiệp, những cái thiện nghiệp, giống như là mình đi làm những cái việc thiện khác, nhưng mà thậm chí nó còn mạnh hơn. Trong tất cả những cái nghiệp mà mình tạo ra từ ý là nó mạnh hơn tất cả những cái nghiệp mà tạo ra từ thân với khẩu. Bởi vì thân của mình không thể tạo nghiệp liên tục không gián đoạn, một tiếng, hai tiếng hoặc là một ngày liên tục nhiều trong một thời gian dài. Khẩu của mình cũng không thể tạo ra nghiệp liên tục được, nhưng mà ý của mình nó thể tạo nghiệp liên tục trong nhiều giờ, trong suốt ngày, suốt đêm được. Vậy thì khi mà mình ngồi thiền, mình chú tâm trên hơi thở,
là lúc đấy là nó đang tạo nghiệp nhé. Khi mà mình ngồi thiền, mình để ý tâm, nhận biết hơi thở, thì cái lúc đấy là mình có cái sự cố ý nhé, có cái sự chủ động, có cái sự cố ý nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, thì cái lúc đấy là bắt đầu nó đang tạo những cái thiện nghiệp ở cái cõi dục giới này rồi. Vậy cho nên là một thời ngồi thiền mình đã tạo được rất rất là nhiều nghiệp. Những cái trong cái lúc đấy mình ngồi, những cái tốc hành tâm của thiện nghiệp nó khởi lên liên tục, nó không có ngừng nghỉ. Ví dụ như là một cái ý nó tạo ra thiện nghiệp, thì nó có một cái ý môn hướng tâm, mà cái tâm đấy nó cũng là cái tâm mà nó xác định một cái đối tượng, và sau đó là bảy tốc hành tâm nó sẽ khởi lên. Những cái đối với cái tâm thiện này thì bảy tốc hành tâm nó sẽ khởi lên. Thì trong những cái tốc hành tâm ấy, nó có cái tâm sở tư, tức là nó cố tình thúc, nó đôn đốc các cái tâm khác vào cái đối tượng đấy. Thì trong mỗi một cái tác ý, một cái niệm, một cái chú tâm của mình trên hơi thở đấy, là nó đang tạo ra những cái thiện nghiệp dục giới. Cho nên là những cái nghiệp mà nó tạo ra, mỗi một cái nghiệp nó tạo ra thì nó có bảy cái tốc hành tâm đấy, là đấy là những cái nhân đấy. Và sau này nó sẽ cho ra cái quả. Như cái tốc hành tâm thứ nhất thì nó cho ra cái quả ở ngay trong đời hiện tại này. Cho nên là có những người, người ta làm những cái thiện nghiệp nó trổ ngay trong hiện tại, hay ác nghiệp nó cũng có thể trổ ngay trong hiện tại này một, nhưng mà trổ trong hiện tại này mới chỉ là một phần rất là nhỏ. Còn cái tốc hành tâm thứ bảy cuối cùng ấy, thì mạnh nhất nó sẽ trổ ở trong cái kiếp thứ hai, tức là kiếp tương lai thứ hai. Còn có những cái tốc hành tâm thứ 2, 3, 4, 5, 6 nó sẽ trổ ở trong kiếp thứ 3, 4, 5, 6 hoặc là rất nhiều những kiếp về sau. Vì vậy cho nên là có những cái nghiệp mà mình có những cái quả của nghiệp, tức là những cái mà mình tiếp nhận được ở đời này là do mình đã tạo nhân từ một kiếp trước. Có thể là có những cái quả báo mà mình đã tạo nhân từ 10 kiếp trước, có thể là mình đã tạo cái nhân đấy từ hàng trăm kiếp trước, có thể mình đã tạo cái nhân đấy từ vô lượng kiếp trước, nhưng mà bây giờ nó mới đủ cái điều kiện nhân duyên mà nó cho ra quả. Cho nên là một cái mình tạo nghiệp ở một cái đời này, nó có thể cho quả báo một phần, nó có thể cho ra ở ngay hiện tại, nó cũng có thể trổ cái quả đấy ở kiếp tương lai thứ sau, nhưng mà cũng có thể nó sẽ cho cái quả đấy ở rất nhiều kiếp tương lai về sau nữa. Khi nào nó có đủ cái nhân duyên, khi nào nó có đủ cái điều kiện thì nó sẽ cho ra quả như vậy. Vậy chứ khi nào mình chú tâm trên một cái đề mục thiền, khi mà mình chưa đắc thiền, nhưng mà lúc đấy mình đã đang tạo những cái thiện nghiệp ở dục giới rồi, và khi mà mình cứ duy trì như vậy, thì sau này ví dụ như là một cái người mà mình thực hành thiền mà mình không đắc được các tầng thiền, mình chỉ có thể là có chánh niệm tỉnh giác trên cái đề mục thiền đấy thôi, hoặc là mình tập thiền trải qua một tuần hay một tháng hay một năm hay là suốt cả một đời, vậy thì đấy là mình đã trải qua một ngày tạo ra thiện nghiệp. Một ngày ngồi thiền là một ngày tạo thiện nghiệp, một tuần ngồi thiền là mình một tuần liên tục mình tạo thiện nghiệp, một tháng hành thiền là một tháng liên tục tạo thiện nghiệp, một năm hành thiền là một năm liên tục tạo thiện nghiệp, 10 năm hay là suốt cả cuộc đời này mình thực hành cái này, vậy là suốt cả cuộc đời mình đang tạo cái thiện nghiệp. Thì cái nghiệp ấy nó có thể là những cái nghiệp nó tích lũy, từ những cái nghiệp nó tích lũy đấy nó trở nên lớn mạnh, và những cái nghiệp đấy nó trở nên lớn mạnh rồi thì sau này đến cái thời điểm cận tử nó có thể trở thành cận tử nghiệp, và đến lúc chết mà cái tâm của mình còn bắt được vào cái đề mục thiền thì chắc chắn là mình sẽ sinh về cái cõi này, cái cõi an vui hạnh phúc ở trong tương lai. Như vậy thì cái việc mình tạo ra thiện nghiệp ở cái cõi người này rất là dễ, cái tâm của mình tạo ra những cái thiện nghiệp rất là dễ dàng. Hàng ngày mình có thể cứ thực hành thiền là mình đang tạo ra những cái thiện nghiệp rồi. Vậy thì những cái người nào mà chứng đắc đến cận hành định trở lại thì đấy là người đấy đang tạo những cái thiện nghiệp dục giới. Hay là một cái người mà thực hành những cái pháp thiền mà chỉ chứng đắc đến cận định, như là thiền niệm ân đức Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm ý, niệm thiên, niệm về sự chết, niệm về niết bàn, niệm về tứ đại, những cái pháp thiền mà chỉ chứng đến cận hành định mà không chứng được an chỉ định, thì dù mình có đắc thiền, đắc được những cái pháp thiền đấy, chứng đắc cận hành định với pháp thiền đấy, thì đó cũng là những thiện nghiệp dục giới. Và những thiện nghiệp dục giới thì nó chỉ cho quả ở cái cõi dục giới, tức là những cái khi mà mình đang tạo những cái thiện nghiệp ở cái cõi dục giới này thì nó sẽ cho ra quả. Đó là nếu như đến lúc chết mình mà còn
hướng tâm đến cái, hay là cái tâm của mình nó bắt vào cái nghiệp mà mình đang hành thiền đấy, thì nó sẽ cho ra quả. Một là mình sinh lại làm người, hai là sinh về sáu cõi trời dục giới, và nó không thể cho ra những cái quả cao hơn khác được. Thì đó là mình đang tạo cái thiện nghiệp ở cõi dục giới, nó chỉ cho ra cái quả mình tái sinh về cõi dục giới thôi. Một cái nghiệp nó cho mình cái quả tái sinh, còn những cái nghiệp còn lại nó là những nghiệp duy trì, những nghiệp nó hỗ trợ cho cái nghiệp tái sinh đấy, để cho mình duy trì hết cái kiếp sống đấy. Nên là ở cái cõi người này, khi mà mình chết, mình sinh về, mình sinh lại làm người này, chỉ có một cái nghiệp là dẫn mình đi tái sinh, còn lại tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong cái kiếp sống đấy, nó trở thành cái nghiệp hỗ trợ, nó hỗ trợ cho cái kiếp người này. Nếu như cái người mà mình trong kiếp trước mình đã từng bố thí rất nhiều, thì những cái nghiệp bố thí nó hỗ trợ cho đời này cái người đấy luôn luôn gặp những cái tài sản. Nếu như cái người đấy mà kiếp trước mà đã từng thực hành thiền rất nhiều, thì nó hỗ trợ cho cái người đấy ở cái đời này sinh ra là luôn luôn có cái sự ưa thích học giáo pháp, thực hành giáo pháp, và gặp những cái thuận duyên trong cái sự tu học về giáo pháp này. Thì đấy là những cái thiện nghiệp nó sẽ ở cõi dục giới, thì nó chỉ cho ra cái quả ở cõi dục giới này thôi. Thì tất cả những cái việc mà ở về dục giới, như là bố thí là thiện nghiệp thuộc về dục giới, mình trì giới, mình giữ năm giới, giữ ba quan giới, hay là họ những cái giới của người xuất gia cũng vậy, thì những cái nghiệp về giữ giới đấy cũng là thiện nghiệp thuộc về dục giới. Và những cái nghiệp mình đang hành thiền chứng đắc đến cận hành định trở nặng, ví dụ như mình chú tâm trên hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, cho đến khi mình thấy được nimitta, hoặc là mình vào được đến cận hành định, thì tất cả những cái tâm đấy nó đều tạo ra cái thiện nghiệp ở cái cõi dục giới. Và mình thực hành những cái pháp thiền, niệm Phật, pháp tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì tất cả những cái, dù mình có đắc đến cận hành định, thì nó cũng là thiện nghiệp dục giới. Và những cái thiện nghiệp dục giới nó chỉ cho cái quả ở cái cõi dục giới này thôi. Còn nếu như mà có những người nào mình chứng đắc được sơ thiền, có những người thì chứng đắc được nhị thiền, có người chứng đắc được tam thiền, có thể mình chứng đắc tứ thiền, thì tất cả khi mình bắt đầu vào đến những cái tầng thiền, chứng đắc được các tầng thiền, thì lúc đấy nó trở thành thiện nghiệp về sắc giới, và không còn là thiện nghiệp về dục giới nữa. Thì cái lúc đấy bắt đầu cái tâm nó sẽ chìm vào trong dòng hữu phần, rồi là một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên, nó lấy một cái đối tượng là cái tầng thiền đấy làm đối tượng, cái tợ tướng của cái pháp thiền đấy làm đối tượng, nó có cái sát na chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tuyệt tộc và an chỉ. Thì cái sát na ý môn hướng tâm là cái tâm duy tác, nó không thiện không ác, nó không để lại nghiệp gì. Nhưng mà cái sát na chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, cái sát na này nó còn thuộc về dục giới. Đến cái sát na tâm chuyển tộc thì lúc đấy nó bắt đầu nó chuyển từ dục giới sang sắc giới. Và đến cái sát na tâm về sau là sát na an chỉ. Và cái tâm an chỉ đấy là cái tâm thiền sắc giới, tức là vị đấy mà vào được cái tầng thiền sắc giới, thì là lúc đấy, cái lúc đấy vị đó cứ trú ở trong cái tầng thiền đấy một tiếng, là vị đó đang tạo cái thiện nghiệp sắc giới một tiếng. Trú ở trong cái tầng thiền đấy hai tiếng, nó đang tạo cái thiện nghiệp sắc giới hai tiếng. Vị trú ở trong cái tầng thiền đấy 3, 4, 5 tiếng, thì lúc đấy là vị đó lại tạo những cái thiện nghiệp thuộc về sắc giới sơ thiền. Hay là vị đó chú ở nhị thiền thì tạo về cái thiện nghiệp sắc giới nhị thiền, chú ở cái tầng thiền đấy ba tam thiền hay tứ thiền, thì lúc đấy nó là những cái tâm, cái tâm đấy nó thuộc về nội tâm sắc giới, và nó tạo ra những cái thiện nghiệp sắc giới. Thì những cái sắc giới này nó sẽ cho ra cái quả ở cõi sắc giới, chứ nó không cho ra cái quả ở dục giới. Ví dụ như là cái người mà chứng sơ thiền, vị đó chú ở sơ thiền, nhưng mà nó cái tầng thiền đấy nó tùy theo mỗi người. Có những cái người thì ở cái tầng thiền đó với cái tâm mà rất là thuần thục, làm chủ tâm một cách thuần thục, nhưng cũng có người chỉ trú ở cái tầng thiền đó nhưng mà cái mức định chỉ ở cái mức trung bình. Có những cái người mà trú ở cái tầng thiền cũng là sơ thiền nhưng mà cái mức định rất là thấp. Vậy cho nên là khi nó cho ra cái quả ở cái cõi sơ thiền, nó chia làm ba cõi, đó là phạm mà chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Khi mà vị đó chết, vị đó bắt vào cái sơ thiền đấy, thì cái vị đó sẽ hóa sinh về cái cõi phạm thiên. Đấy là nó cho ra cái quả của nghiệp. Khi mà mình trú vào tầng thiền thì đấy là mình đang làm là chủ nhân của nghiệp. Khi mà sau này mình tái sinh về những cái cõi phạm thiên, đấy là thừa tự của nghiệp. Đó là cái quả của nghiệp mà mình sẽ thừa tự ở trong tương lai. Thì vậy cho nên là ở thiền nó có ba mức độ, bậc thường, bậc trung, bậc thượng.
Tức là có những người đắc thiền nhưng mà cái tâm định rất là yếu, đó là bậc thường. Có những người tâm định ở cái mức trung bình, có cái sự thực hành thuần thục, được các cái pháp cần phải hành thuần thục. Có những người làm chủ tâm một cách rất là cao độ. Vậy cho nên là khi cho ra cái quả của nghiệp thì vị đó sẽ sinh về một trong ba cái cõi phạm thiên. Sơ thiền thì có phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Ở nhị thiền thì cũng có ba cái mức độ vậy. Có cái người thì vào nhị thiền nhưng mà ở mức độ thấp, có cái người chứng nhị thiền nhưng mà ở cái mức độ trung bình, có cái người trú trên cái nhị thiền đấy nhưng mà ở mức độ rất là cao. Tức là cái sự định tâm ở cái mức thường, mức bậc trung và bậc thượng. Cho nên là khi mà cái nhị thiền đấy nó mà cho quả thì vì đó sẽ sinh về cái cõi nhị thiền chia làm ba cõi, là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Đây là cõi nhị thiền. Ở tam thiền cũng vậy, cũng có ba cái mức độ vậy, bậc thường, bậc trung, bậc thượng, cái mức định tâm của mỗi người như vậy khác nhau. Cho nên là có ba cái cõi tam thiền, nó là thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền. Còn ở tứ thiền thì chỉ có hai cõi, quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Cái người mà chứng được tứ thiền thì cái vị đấy, cái chết có thể sinh về quảng quả thiên. Còn có những cái người có cái tâm, đó là vị đó nhàm chán đối với cái tâm, mà vị đó nghĩ là cái tâm này nó rong ruổi, nó sinh diệt nhiều, nó mệt mỏi, vị đó ước mong trở thành một cái chúng sinh không có tâm. Thì cái, nếu mà vị đó khởi lên cái ước muốn như vậy, vị đó chết với cái tâm đang nhập tứ thiền, vị đó sinh về cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng tức là sinh về cái cõi đấy nó chỉ có thân mà nó không có tâm. Tức là vị đó sẽ trở thành một cái người mà có cái hình người nhưng mà không có tâm thức, không có cử động, không có hoạt động, cứ ngồi im bất động như vậy, trải qua suốt 500 đại kiếp không nhúc nhích, không cử động, giống như một pho tượng cứ ngồi im. Thì đấy là cái quả của cái tứ thiền, nó sẽ cho ra hai quả. Một là sinh về cõi quảng quả, vì đó sẽ sống ở đấy 500 đại kiếp thì có thân và có tâm. Thì những chúng sinh ở cái cõi phạm thiên như thế thì sẽ chỉ có ba căn, đó là có mắt, có tai và có ý thức. Nhưng cái vị đấy không có những cái thần kinh về mũi, về lưỡi mà về thân. Tức là những cái vị đấy không có ngửi mùi, không có thở vào thở ra như có người. Các cái vị đấy không có ăn, không có nếm chạm thức ăn. Tức là chỉ sống bằng cái tâm thiền mà không có cần phải ăn uống hít thở gì hết. Và vị đó, cái thân nó không hề có sự xúc chạm. Các vị đấy không hề có cái sự biết đau đớn, biết mệt mỏi, hay là có cái sự xúc chạm, có những cái tham dục gì về thân. Cho nên là ở cái cõi, tất cả những cái cõi phạm thiên thì không có nam nữ, tức là chỉ có một giới tính, là giới tính nam, mà không có giới tính riêng biệt như ở cõi thế, ở cõi dục giới. Ở cõi dục giới thì cõi nào cũng có hai giới tính, đó là có giới tính nam, giới tính nữ, và có cái sự tham ái, tham dục lẫn nhau. Nhưng mà ở cái cõi phạm thiên thì chỉ có một giới tính, cái cõi đấy tuyệt đối không có cái tham dục. Tại sao lại như thế? Bởi vì một cái người chứng vào các tầng thiền thì không có tham dục mà không có sân hận. Khi mà để mình kiểm nghiệm xem mình đã chứng các cái tầng thiền hay chưa, thì khi mà mình chú vào các cái tầng thiền ấy, các cái tâm triền cái nó không thể khởi lên, không thể có tham dục và sân hận nó khởi lên trong cái lúc mà mình đang an trú ở trên các tầng thiền. Vì vậy cho nên là cái đấy là cái nhân, và khi nó cho ra cái quả sinh về cái cõi phạm thiên thì sẽ không có tham dục và sân hận ở các cái cõi phạm thiên. Các vị đấy không có đánh đấu đá, đánh tranh, đấu tranh nhau, vì các vị không có sân hận, không có ganh tị, không có mòn sẻ, và không có tham dục, không có hưởng thụ các cái ngũ dục như thế gian. Vì vậy, và các vị chỉ trú ở trong tầng thiền cho nó là khi nào mệt mỏi trú vào tầng thiền là nó sẽ hết. Các vị đấy cũng có thể xả thiền ra đi du hành các nếu như các vị ấy cũng có thể đi học pháp, đi thuyết pháp, đi nghe pháp. Có những cái vị phạm thiên là những bậc thánh nhân, các vị có thể xuống các cái cõi chư thiên để thuyết pháp. Có những vị phạm thiên là phàm nhân, các vị ấy có thể đi tìm các cái bậc thánh nhân để học thêm Phật pháp. Đấy là ở cõi phạm thiên là thế. Ví dụ khi Đức Phật ra đời thì các vị phạm thiên vẫn đến đảnh lễ Đức Phật, vẫn nghe pháp Đức Phật thường xuyên hàng ngày và chuyên cần. Và những vị phạm thiên chứng đắc đạo quả nhiều vô số, vô cùng vô tận. Bởi vì những cái chúng sinh gọi phạm thiên ấy, họ có cái sự thanh tịnh đã có sẵn rồi, tức là người ta đã không có tham sân si rồi, cho nên là khi nghe pháp người ta giác ngộ, người ta đắc đạo quả
rất là nhiều, nhiều nhất trong các cái chúng sinh mà Đức Phật có thể thuyết pháp giáo hóa được. Đó là sinh về cõi Phạm Thiên, nó có cái sự tự tại như vậy. Vậy thì một cái người nào bây giờ mà đắc thiền, mà cố gắng tu tập chứng đắc các tầng thiền, sau này mình duy trì cái tầng thiền đấy, cố gắng duy trì cái tầng thiền đấy cho đến lúc chết, mình sinh về Phạm Thiên thôi. Khi mình sinh về cõi Phạm Thiên đấy, mình có cái tâm tu chứng đắc Niết Bàn ở cái dễ nhất. Còn nếu mà sinh về cõi Chư Thiên ấy, thì nó sẽ có cái cũng có thể mình tập được, nhưng cũng có thể mình không thoát ra cái sự cám dỗ của các cái dục lạc được. Ví dụ như là bây giờ ở cái cõi người, cái dục lạc ở cõi người nó rất là hèn hạ, nó rất là nhỏ bé, rất là thấp kém mà mình còn không từ bỏ được. Ví dụ như là bây giờ có cái người không thể từ bỏ được cái nhà cửa của mình, mà cái nhà của mình mà so với các cái lâu đài Chư Thiên thì nó đáng kể là gì đâu. Lâu đài Chư Thiên thì người ta toàn bằng châu báu, toàn bằng ngọc ngà, toàn bằng những cái rất là thù thắng. Cái thức ăn ở cõi người nó rất là hôi tanh, thịt cá nó hôi tanh, với cái thức ăn nó phải làm nũng, nó rất là vất vả mà không hề thơm ngon. Nhưng mà cái thức ăn của Chư Thiên thì nó rất là thơm ngon. Một cái bát thức ăn của Chư Thiên mà mở ra có khi nó tỏa ra khắp cả một cái vùng, một cái thành phố, và nó bổ dưỡng cả một tháng. Ví dụ chứ thức ăn ở cõi người thì nó có thể nuôi mạng sống của một người được từ 1 ngày đến 7 ngày. Nhưng mà thức ăn của Chư Thiên có thể nuôi một mạng sống của một người từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu người nào trong cái lúc ăn đến mà Chư Thiên người ta bỏ một miếng thức ăn của họ vào, vì đấy có thể no suốt cả 1 tháng không cần ăn gì, hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng liền. Thì thức ăn Chư Thiên nó cũng thù thắng hơn. Mà thứ hai nữa là ví dụ như là vợ con nhà cửa ấy, thì có những người ấy không thể từ bỏ được vợ hoặc chồng của mình, mà cái thân người thì 32 thể trược rất là hôi thối, thế mà không bỏ được. Còn Chư Thiên ấy thì có những cái nàng tiên nữ người ta đẹp khủng khiếp, đẹp dã man, thì người thì làm sao mà bỏ được. Thì đấy là cái, tức là cái dục nào của cõi người mà với dục của Chư Thiên ấy giống như là một cái người đem một cái giọt sương ở trên ngọn cỏ mà so sánh với những nước ở đại dương. Vậy thì cái dục lạc của người nó rất nhỏ bé như thế, thế mà mình bỏ nó còn khó. Huống chi là khi mình được sinh lên cõi Chư Thiên rồi. Ví dụ như là có một vị sinh lên cõi Chư Thiên mà được là một vị thiên nam, thì có khoảng 500 thiên nữ, hoặc 1.000 thiên nữ, hoặc 2.000, hoặc 4.000 thiên nữ vây hầu ở xung quanh, thế là đã không từ bỏ được rồi. Tức là lâu đài cung điện lại nguy nga, thức ăn thì ngon lành, lại không phải lao động vất vả, xong rồi là tuổi thọ thì lâu dài, hàng triệu năm, hàng tỷ năm như vậy. Thì lại đấy cũng là một cái mà sinh về cõi Chư Thiên có thể mình sẽ bị ngủ quên ở trên những cái tham dục và có tập hơn. Còn nếu như mà sinh về cõi Phạm Thiên thì dễ tu tập hơn, bởi vì không có những cái ngũ dục và các vị đấy không có tham sân si. Nhưng mà chỉ có cái là có thể các vị đấy sẽ chìm đắm ở trong các tầng thiền, hoặc là ngồi thiền mà quên mất, không biết Phật ra đời. Nên là có những vị ngồi thiền mà nhập ở trong tầng thiền ấy, khi Phật ra đời không biết, đến khi xả thiền ra thì Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi. Thế là cơ hội để gặp Phật nữa. Thì có thể là nếu mình không có duyên thì có thể sẽ không được gặp Phật trong cái tình huống đấy thôi. Mà sinh về cõi Phạm Thiên mà khi được gặp Phật nghe Pháp thì cái cơ hội chứng đắc Niết Bàn sẽ rất là cao. Hoặc là các vị đấy có thể là đi tìm đến những cái vị Chư Thiên khác để học Pháp, để học các cái Pháp về thiền quán và thực hành thiền quán và chứng đắc A-la-hán ngay ở các cõi Phạm Thiên đấy cũng được. Còn chỉ có những cái vị nào mà có cái hạnh nguyện Bồ-Tát, tức là những cái vị mà có cái hạnh nguyện Bồ-Tát thì muốn là tích lũy nhiều Ba-la-mật để sau này trở thành một vị Phật độc, một vị Phật chánh đẳng giác, một vị Phật độc giác, hoặc là vị thượng thủ thanh văn có trí tuệ đệ nhất, hay có thần thông đệ nhất như ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, hay là trở thành những cái bậc đại thanh văn như ngài An Nan, ngài Cát Sát Pa, các cái vị tôn giả có những cái tuệ đặc biệt ấy. Thì những cái vị đấy thường xuyên là ưa thích tái sinh trong người này để tích lũy các ba la mật. Vì ở cái cõi người này tạo ra cái công đức nó dễ, tạo ra các cái ba la mật nó dễ, tạo ra những cái phước lành nó dễ. Thì nhờ có những cái phước lành lớn thì sau này các vị ấy sẽ độ được nhiều người đi vào con đường giác ngộ. Đấy,
người mà có cái hạnh nguyện Bồ Tát thì thích tái sinh lại làm người hơn, vì có những người này tạo ra cái công đức dễ. Nhưng mà đó là những người phải có những cái hạnh nguyện rất là mạnh rồi, khi tái sinh xuống cõi người mới không bị đắm nhiễm. Thế còn đa số nhiều người xuống cõi người này, khi mà mình tái sinh là đầu thai trở lại làm người rồi, với cái lúc đi tái sinh thì cái tâm có cái nguyện đấy, nhưng mà cũng có thể sinh xuống cái cõi người này mình sẽ bị ô nhiễm. Ô nhiễm chứ ít khó lắm, khó mà giữ được cái tâm thanh tịnh, khó mà giữ được cái hạnh nguyện, mà sẽ mình sẽ khởi ra cái tâm tham ái với cái dục lạc ở cõi nhân loại này cũng rất là dễ. Cái tham sân si rồi tạo những cái ác nghiệp cũng rất là dễ. Vậy nên một cái người nào mà có cái nguyện là muốn chấm dứt khổ đau một cách nhanh chóng nhất, để cái người đấy phải nỗ lực hành thiền. Thế trong cái sự nỗ lực hành thiền, mình đang tạo những cái thiện nghiệp ở cõi dục giới. Khi mà mình chỉ cần chú tâm trên hơi thở này thôi, mình không, nếu như mình không đắc thiền thì khi chết mình vẫn chú tâm vào hơi thở, mình vẫn có thể từ cái công đức, từ cái thiện nghiệp mà mình thực hành thiền, mình vẫn có thể tái sinh làm trở lại cái cõi dục giới này, dù là cõi người hay các cái cõi chư thiên dục giới đều được hết. Đấy là cái thiện nghiệp mà mình có thể tạo ra. Còn khi mà mình đắc các tầng thiền rồi thì mình có thể sinh về các cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, là một cái người mà chú tâm được vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu mà một cái người mà chứng đắc các cái tầng thiền đấy, là cái người đấy đang tạo những cái thiện nghiệp vô sắc giới. Cái người chú vào không vô biên xứ là tạo ra cái thiện nghiệp không vô biên xứ, và chú vào thức vô biên xứ thì tạo cái thiện nghiệp lợi vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chứng đắc các tầng thiền đấy là mình có những cái thiện nghiệp đấy. Khi mình có những cái thiện nghiệp đấy rồi, đến lúc chết mà mình muốn sinh về cõi vô sắc thì mình chỉ cần chú ở trong cái cõi đấy thôi, chú ở trong cái tầng thiền đấy. Vậy là khi mà mình chấm dứt cái thọ mạng này, mình sẽ sinh về cái cõi vô sắc, thì đó gọi là thiện nghiệp vô sắc giới. Cũng tất cả những cái chúng sinh như thế là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp là như thế, chứ không phải là chúng sinh mà sinh ra có cao có thấp, mà toàn là do những cái nghiệp phân định cao thấp mà thôi. Mình tạo cái nghiệp gì thì nó sẽ cho ra cái quả nó tương tự như vậy. Còn có những cái thiện nghiệp thì thuộc về siêu thế, những cái thiện nghiệp thuộc về siêu tam giới. Ví dụ như là có những cái người thực hành thiền chứng đắc thiền rồi, sau đó chuyển sang hành thiền tuệ, thì thực hành phân biệt danh sắc, sau đó để quán về cái duyên khởi và thấy được cái vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, rồi vị đó cứ tu tập như thế cho đến khi mà cái thiện nghiệp nó chín mùi, hay là cái trí tuệ của vị đó chín mùi, vị đó sẽ chứng đắc được các cái đạo quả siêu thế. Ví dụ như là một cái vị đó chứng đắc được sơ đạo sơ quả, thì ở cái tâm sơ đạo đấy nó đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, vị đó chứng được đạo quả thứ nhất, tức là chứng được quả tu đà hoàn hay là sơ quả dự niu, thì chứng được cái đạo quả đấy được gọi là thiện nghiệp siêu thế. Là nó sẽ khi chứng được sơ quả rồi thì nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái ác nghiệp mà phải đọa xuống những cái cõi khổ đau. Tức là một cái vị đấy mà chứng được cái sơ đạo thì vị đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tái sinh về các cái cõi đọa xứ nữa, không bao giờ tái sinh vào địa ngục ngã quỷ súc sinh nữa, và những cái tâm bất thiện để đưa đến các cái đọa xứ nó cũng được đoạn trừ. Tức là vị đấy không bao giờ khởi lên được những cái tâm ác đến cái nỗi mà phải đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sinh. Mặc dù vị đó vẫn còn tham sân si, nhưng tham sân si nó chỉ ở cái mức độ yếu yếu thôi, chứ nó không còn mạnh như cái lúc còn là phàm phu nữa. Còn nếu là một cái chúng sinh còn là phàm phu thì những cái tâm tham sân si đó nó rất mạnh, và cái nguy cơ đọa lạc vẫn rất là cao. Thế là chứng được sơ đạo sơ quả thì là vị đó chứng được cái thiện nghiệp siêu thế thứ nhất, hoặc là vị đó tiếp tục tu tập có thể chứng được thiện nghiệp siêu thế thứ hai, chứng được nhị quả, thì nó cũng sẽ làm muội lực tham sân si, làm cho những cái tâm tham sân si đấy trở nên rất là yếu đi. Tức là lúc trước mình có cái tâm tham rất là lớn, tâm sân rất là lớn, tâm si nó cũng rất là lớn, nhưng khi mà chứng đến cái đạo quả đấy thì cái tâm tham nó chỉ khởi lên thoang thoáng, tâm sân nó chỉ hơi thoáng qua, và vị đó có thể chế ngự được nó rất là dễ dàng, bởi vì cái lúc đấy tham sân si nó yếu đi, muội lực đi rất là nhiều rồi. Cho nên là vị đó chỉ còn vẫn còn những cái tâm tham dục sân hận, nhưng cho nên là vị đó có thể còn tái sinh ở cái cõi dục giới đến một lần cuối cùng nữa thôi, chứ không bao giờ tái sinh ở cõi dục giới đến hai lần. Còn nếu như vị đó tiếp tục tu tập mà chứng đắc đến tam đạo tam quả thì cái thiện nghiệp siêu thế tam đạo tam quả nó cắt đứt luôn cái tham dục và sân hận,
Tức là cái vị đấy nếu mà chứng đến đạo quả thứ ba thì lúc đấy không thể khởi lên tham dục và sân hận được nữa. À, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đấy là chứng được đến đạo quả thứ ba, thì cái vị đấy không còn tham dục, không sân hận, cho nên vị đó không còn tái sinh về cõi dục giới nữa. Cho nên là khi chết thì vị đấy chắc chắn sẽ sinh về cái cõi tịnh cư thiên, năm cái cõi tịnh cư thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên. Ở cái cõi đấy cũng là cõi sắc giới, mà cũng là cõi phạm thiên, mà gọi là cõi phạm thiên tịnh cư thiên, năm cái cõi đấy. Thì sinh về cái cõi đấy thì toàn là những bậc thánh bất lai và các bậc thánh A-la-hán. Thì khi sinh về đấy thì tu thì các vị sẽ chứng A-la-hán ở đấy và sẽ nhập niết bàn ở đấy. Thì ở cái cõi đấy chỉ có mỗi các bậc thánh nhân tam quả và tứ quả, và không có các bậc thánh nhị quả, sơ quả, và không có những cái vị phàm phu ở cõi đó. Thế nên đấy được gọi là cõi tịnh cư, tức là cái cõi thanh tịnh nhất, phù thắng, và các vị sẽ nhập niết bàn ở đấy trong tương lai. Còn nếu mà chứng đến tứ quả thì các vị đấy sẽ đoạn trừ được hết tất cả những cái lậu hoặc, không còn dư sót một cái phiền não nào nữa, và sẽ nhập niết bàn ngay ở cái cõi nhân gian này. Và cái kiếp này được gọi là cái kiếp cuối cùng. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng sướng, đã đoạn trừ kiết sử, đã tránh trí giải thoát, diệt tận khổ đau. Thế là thì tất cả những chúng sinh là thế, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Vậy thì bây giờ tất cả những cái sự cố ý của mình làm cái việc gì thì đấy là mình đang tạo những cái thiện nghiệp. Thì mình là chủ nhân của nghiệp bởi vì là cái tâm của mình không ai làm chủ hết. Ví dụ như là bây giờ mình cố ý làm cái việc thiện hay cố ý làm việc ác đều là do mình khởi lên. Cái tâm của mình cứ tự khởi lên thôi, chứ có ai bắt mình khởi lên đâu. Cho nên là mình có cái tâm và mình có quyền khởi lên những cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Thế là mình làm chủ nhân của nghiệp. Mình cố ý làm việc thiện thì đấy là mình làm tạo ra thiện nghiệp. Mình cố ý làm việc ác, mình tạo ra ác nghiệp. Và mình thừa tự cái quả đấy của nghiệp ở trong tương lai. Tất cả những cái nghiệp đấy nó đều là bây giờ mình đang tạo nghiệp, nhưng mà sau này nó cho ra quả báo. Vậy thì cũng như vậy, thì bây giờ mình đang thọ quả của những cái nghiệp mà mình đã tạo trước kia. Vậy thì bây giờ mình mà có trong cái cuộc sống này mình gặp những cái gì, những cái điều tốt đẹp hay là gặp những cái điều bất hạnh khổ đau, cũng là kết quả của cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Chứ một cái người hiểu về nghiệp và quả của nghiệp rồi thì cái vị đấy sẽ không có trách than trách khi mà mình gặp những cái điều khổ đau. Và vị đó cũng không có tự hào ngã mạn khi mà mình gặp những cái điều tốt này. Thì vị đó không có phải bon chen với người, không phải so sánh với người khác là ai hơn ai kém, mà đấy nó chỉ là do đã gieo nhân cho nên bây giờ nó cho ra quả. Đấy là cái sự chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp là như thế. Thì cái người mà hiểu được cái nghiệp và quả của nghiệp thì cái người đấy sẽ sống ở trong cái có cái sự hiểu biết, thì có cái tâm thản nhiên, có cái tâm xả rất là cao. Ví dụ như là một cái người mà thực hành đến thiền tâm xả thì đó đầu tiên là phải thực hành thiền tâm cho nó chứng đắc được đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Vì đó cũng có thể thực hành thiền tâm bi đến khi chứng được sơ nhị tam thiền, thực hành thiền tâm hỷ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Và vị đó muốn thực hành thiền tâm xả thì vị đó phải vượt qua cái tam thiền của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đó, bởi vị đó mới vào được tứ thiền của cái thiền tâm xả, gọi là xả vô lượng tâm ấy. Thì cái tứ thiền tâm xả đấy thì vị đó cũng lấy các cái chúng sinh làm đối tượng, thì vị đó phải đáng ý là tất cả chúng sinh họ là chủ nhân của nghiệp, là tự tự của nghiệp, họ là chủ nhân của nghiệp, là tự tự của nghiệp. Ví dụ như là một cái người đấy muốn có cái tâm xả đối với một người nào đó thì cái vị đó phải tác ý là người này là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, người này là thừa tự của nghiệp. Thế này thì mình sẽ phát triển được cái tâm xả thuộc về tầng thiền. Nhưng mà trong cái cuộc sống bình thường hàng ngày này, mình mà muốn khởi được cái tâm xả với những người xung quanh mình, ví dụ như là có những cái người thân mình quá lo lắng, quá là ví dụ những người thân thiện của thân thuộc của mình, như thân bằng quyến thuộc, thân bằng ruột thịt, hay là cả những cái người xa lạ, mình muốn giảm bớt cái tình cảm yêu và ghét,
mình muốn sống với một cái tâm mà không có quá là lo lắng yêu quý ai, mà cũng không quá là quán ghét ai, thì mình cần phải tác ý đến tâm xả. Tác ý đến tâm xả làm sao? Đó là mình quán là cái người này là chủ nhân của nghiệp, là tự của nghiệp mà họ đã tạo. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì khi mà mình quán lên cái chủ nhân của nghiệp và thừa tự của nghiệp như thế, mình sẽ không sân hận bất bình khi thấy người ta làm việc xấu. Bởi vì cái làm việc xấu sau này họ sẽ thọ cái quả báo xấu rồi. Mình cũng không quá là hân hoan thích thú khi mà thấy người khác làm việc tốt. Mình biết là họ làm việc tốt sau này họ sẽ thọ cái quả báo tốt. Đấy là họ gieo nhân gì thì họ hưởng quả đấy. Ví dụ những cái người, ví dụ như là có một cái người nào đấy mà mình còn có những cái đứa con thơ mà mình lo lắng là bây giờ chẳng may chết đi ai lo cho nó, hay là bây giờ mình nghĩ rằng chẳng may mà bây giờ mình muốn đi xuất gia nhưng mà mình vì mấy đứa con này không đi được, bây giờ đi tu rồi ai lo cho nó đây, thì lúc đấy mình mà muốn cắt đứt được cái sự ràng buộc trói buộc luyến ái đấy, thì mình phải tác ý là nó là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà nó đã tạo. Vậy thì cái cuộc đời này nó hạnh phúc hay khổ đau là do nghiệp của nó đã tạo trong quá khứ. Nếu mà quá khứ nó có nhiều cái phước lành, nhiều cái công đức, thì đời này nó không có mình nó vẫn hạnh phúc. Có thể mình ở bên cạnh nó cũng có thể là hỗ trợ cho nó được hạnh phúc, cũng có thể mình lại làm khổ nó. Có khi nó mình có không có mình có khi nó lại hạnh phúc hơn. Có thể là không có mình nó sẽ có người bố khác, người mẹ khác còn chăm cho nó hơn mình thì sao. Vậy cho nên là cũng đừng quá lo cho ai, đừng quá níu luyến ai, đừng quá ràng buộc ai, đừng quá luyến ái với ai, đừng quá là lo lắng cho ai quá. Thì lúc đấy mình không muốn mình quá lo lắng cho ai, thì mình phải tác ý là nó là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Cái người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Như vậy chứ có những người, ví dụ như là mình thương những người khổ nhỉ? Tôi thấy những cái người nghèo khổ tôi thương lắm, tôi phải cố gắng đi làm để có tiền để tôi bố thí cho họ. Nhưng mà thực ra mình đi làm mình có giúp được hết những cái người nghèo không? Mình có giúp cho họ thoát nghèo được không? Đã giúp được ai thoát nghèo chưa? Rất nhiều người có tâm Bồ Tát, rất là nhiều người có cái tâm hồn Bồ Tát mà tôi sẽ phải đi làm kiếm rất nhiều tiền để tôi giúp đỡ những người nghèo khổ. Cái tâm đó rất là tốt. Nhưng mà có làm được không? Bởi vì cái nghiệp của họ ấy là cái nghiệp bỏng sẻn. Bây giờ họ sinh ra trên đời này, họ phải thọ cái nghiệp nghèo khổ như thế. Mình không thay đổi được nghiệp của người khác, không bao giờ thay đổi. Mình có thể hỗ trợ họ một chút xíu thì được. Nhưng mà để mà hỗ trợ, để thay đổi được cái nghiệp của họ thì không có, không thể thay đổi được. Không như thế thì bây giờ có rất là nhiều người, người ta cũng khổ đau về mặt này hay về mặt khác, về vật chất hoặc là về tinh thần. Như thế bởi vì họ là chủ nhân của nghiệp, họ là thừa tự của nghiệp. Mình không bao giờ có thể nào đem lại cái hạnh phúc cho mọi người được. Ví dụ có những người nói là nếu tôi là chủ tịch nước, tôi là tổng thống, tôi mà làm vua cái nước này, tôi sẽ không để cho ai khổ đau. Thì chắc là cái đất nước này sẽ rất là an vui hạnh phúc. Nhưng mà nếu như cho vị đó lên làm tổng thống, làm vua hay làm chủ tịch nước, người có làm được điều đó không? Bởi vì tất cả những chúng sinh ở đây người ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Người ta gieo nhân nào nó cho ra cái quả đấy, mình không thay đổi được, đến bản thân mình chẳng thay đổi được. Mình hãy tự làm cho mình hạnh phúc đi, mình hãy làm cho mình hết khổ đau đi, đã làm được chưa, mà có thể lại còn đi lo bao đồng cho người khác. Cái điều đó như thế thì bây giờ mình có chỉ có thay đổi được ấy, thì chỉ là thay đổi được, hãy tạo cái thiện nghiệp. Mình có thể là hướng dẫn cho người khác hay là chỉ dạy cho người khác là hãy tạo cái thiện, hãy hiểu về cái nghiệp và quả của nghiệp này, hãy gieo cái thiện nghiệp để tương lai được thừa hưởng những cái phước này, tránh cái ác nghiệp để tương lai khỏi phải chịu những cái khổ đau. Những cái nghiệp mà mình đã tạo rồi thì không thể thay được nữa nhé. Đã gieo nhân rồi nó sẽ cho ra quả, cái đấy không thay nữa. Nhưng những cái mà mình chưa làm này, thì có thể thay đổi được. Mình chỉ có thể thay đổi được tương lai chứ không bao giờ thay đổi được quá khứ. Những cái gì nó thuộc về quá khứ đã gieo nhân rồi nó sẽ cho ra quả, không thể thay đổi được nữa. Còn những cái chưa gieo nhân thì bây giờ mình có thể thay đổi, đó là hướng đến gieo những cái nhân này để hưởng cái phước này ở tương lai. Mình gieo những cái thiện nghiệp ở dục giới thì mình hưởng cái phước ở dục giới, gieo những cái nghiệp ở sắc giới, những các tầng thiền thì mình hưởng những cái quả
một cái cõi phạm thiên giới, mình gieo những cái nghiệp thuộc về siêu tam giới, tức là những cái thiện nghiệp thuộc về các cái pháp chứng đắc các cái đạo quả, thì sau này được hưởng những cái quả của cái nghiệp thuộc về thánh quả, tức là chứng đắc các cái thánh quả trong tương lai. Vậy cho nên là mình là chủ nhân của nghiệp là thế. Sau này mình đi xuống địa ngục cũng là do mình và làm súc sinh cũng là do mình, làm ngã quỷ là do mình sinh lại làm người cũng là do mình làm ở cái cõi người này, mình thọ những cái sự hạnh phúc hay là khổ đau cũng là do mình. Sinh ra ở trên đời này mình gặp những cái phước lành hay là mình gặp những cái rủi ro tai nạn, tam tai bát nạn, đấy cũng là do mình đã gieo những cái nhân không tốt, cho nên mà sinh ra trên đời mới gặp những cái rủi ro tai nạn, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn. Cũng có thể có người phải sinh ra trong những cái thời như vậy, cũng có người sinh ra trong cái thời hòa bình, hạnh phúc, an vui, đấy cũng là do những cái thiện nghiệp mình đã gieo. Và có thể mình sinh lên cõi trời cũng là do mình sinh vài phạm thiên hay là chứng đắc đạo quả, thánh quả chấm dứt khổ đau cũng là do mình. Vậy thì đấy là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là như thế. Mình hoàn toàn có thể, quá khứ thì mình không thay đổi được nữa, nhưng tương lai còn đang nằm trong tay mình. Vậy thì tương lai mình muốn đi về đâu thì mình hãy tự chọn cái con đường, và mình cứ theo cái con đường đấy mà đi, thì mình sẽ đi đến cái điều mà mình mong muốn. Cái tương lai rất là nhiều. Vậy thì mình, cái người hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, là mình làm chủ cái con đường mà mình đi, mình muốn đi đâu là do mình. Thì đấy là cái mình cần phải hiểu như vậy. Sau đó thì ví dụ như mình thực hành cái pháp thiền này chẳng hạn, có người thực hành thiền vì cái gì, có người thực hành thiền chỉ vì là mình muốn thực hành thiền để có cái sự an vui, bớt phiền não của hiện tại. Có những người thực hành thiền mà để mình được hưởng những cái phước lành, sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, có nhân gian, thì nó chỉ cho quả báo như thế thôi. Có những người hành thiền thì nghĩ là sau này được sinh lên cõi trời, làm các vị chư thiên, được hưởng những cái phước này, thì nó sẽ cho cái quả sau này mình sinh lên cõi thiên giới. Có những người mà nghĩ là mình thực hành thiền sau này để mình sinh về cõi phạm thiên, xem là cái đời sống phạm thiên nó hạnh phúc như thế nào, an vui như thế nào, thì sau này mình chứng đắc các tầng thiền mình sinh về cõi phạm thiên. Có người thực hành thiền thì mình nghĩ là mình tu tập thiền để sau này mình chứng các cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, để chấm dứt khổ đau. Thì cái con đường thực hành thiền có nghĩa là mình đang đi đến những cái đạo quả niết bàn đấy. Vậy thì cái con đường thực hành thiền này nó sẽ là cái con đường đầy đủ hết. Còn nếu như mình một cái người không thực hành thiền thì có thể là đi được như một người thực hành thiền không? Ví dụ như là có những người không hành thiền, người ta chỉ giữ giới, chỉ bố thí, chỉ học những cái pháp học để sống cái cuộc đời thế gian, thì người ta chỉ tạo được những cái thiện nghiệp ở cõi dục giới thôi. Tức là người ta chỉ tạo được cái thiện nghiệp là sinh lại làm người hoặc thiên dục giới, chứ người ta không bao giờ có cái hy vọng là sinh được về cõi phạm thiên, cũng không bao giờ có cái hy vọng là sinh chứng được niết bàn. Còn những người thực hành thiền thì mình có thể gieo được tất cả những cái nghiệp đó, cái nghiệp thuộc về dục giới, nghiệp sắc giới, nghiệp vô sắc giới và nghiệp siêu tam giới. Thì trên thế gian nó chỉ có bằng đấy nghiệp thôi. Vậy cái sự con đường thực hành thiền nó tạo được hết bằng đấy nghiệp. Còn những người mà không thực hành thiền thì chỉ tạo được mỗi một hai loại nghiệp, đó là thiện nghiệp và ác nghiệp thuộc về dục giới, thiện nghiệp dục giới hoặc ác nghiệp dục giới, chứ không bao giờ tạo được thiện nghiệp sắc giới, vô sắc giới và siêu thể. Còn cái người mà tu tập hành thiền thì tạo được hết thiện nghiệp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thể. Đấy là cái con đường mình tự lựa chọn, rồi mình hãy nỗ lực mình đi, rồi nó sẽ đến đích ở trong tương lai. Đấy là hết cái bài về chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Hỏi có ai hỏi gì không? Có cô kia hỏi. Con bạch sư, là con có một số câu hỏi sau khi nghe bài pháp của sư ạ. Câu hỏi thứ nhất là cõi trời sắc giới của các phạm thiên ấy, thì có khi nào khi mà hết cõi ấy, là tái sinh lại về cõi trời dục giới hay không ạ? Hay là sẽ đứng ở đó và đi nhập niết bàn ạ? Và cõi vô sắc ấy,
thì theo con được biết là cơ hội mà để chứng đắc và tu học để thành niết bàn thì nó rất là khó. Tại sao mà người ta vẫn chọn để tu về cõi thiền vô sắc? Với một cái người mà sinh về các cái cõi phạm thiên, các cái cõi sinh về các cõi phạm thiên mà có những cái vị khi về đấy rồi, vị đó vẫn tiếp tục tu tập, vẫn nỗ lực tu tập nhé, thì có thể vị ấy sẽ chứng niết bàn ngay ở cái cõi phạm thiên đấy. Cũng có người về đấy nhưng mà người ta không tu tập các cái pháp siêu thế, nhưng mà người ta vẫn nỗ lực hành thiền, không có chuyên cần, không biếng nhác, thì khi chết ở cõi phạm thiên người ta lại sinh về cõi phạm thiên, tức là chết ở phạm thiên lại sinh lại phạm thiên. Có thể người ta cứ sinh ở phạm thiên đấy hoài hoài rất rất nhiều lần. Vậy cho nên là nhiều người ta sinh ở, chết ở phạm thiên, người ta sinh lại ở đấy, rồi cuối cùng người ta quên mất rằng đó là cõi vô thường, mà người ta lại nghĩ rằng đây là cõi thường hằng, trường tồn trồn bất biến, và không bao giờ, đây là cái cõi vĩnh hằng. Tức là có những người người ta sinh lên cái tâm lý chủ quan như vậy đấy nhá. Nhưng mà cũng có những người sinh lên đấy rồi vẫn phóng dật, đó là lười biếng, không có tinh tấn hành thiền nữa, hoặc là do cái tâm lý chủ quan nghĩ rằng ở cái cõi này sống lâu, hoặc là cõi vĩnh hằng, rồi vị đó sinh ra lười biếng không hành thiền, thì đến lúc chết thì vị đó lại sinh về cõi dục giới. Thì cái từ cái cõi phạm thiên không bao giờ tái sinh thẳng xuống cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh, nhưng mà từ cõi phạm thiên khi chết có thể sinh xuống cõi người, hoặc là sinh xuống cõi trời dục giới. Phải từ cái cõi người hay cõi trời đấy, vị đó mà lười biếng thì có thể lại đọa xuống ác đạo địa ngục ngã quỷ súc sinh kia. Đấy là điều đó là vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Còn một cái vị mà sinh về cái cõi vô sắc đấy, những cái vị nào mà sinh về cõi vô sắc thì không có thân, nhưng mà vị đó vẫn có ý thức. Nếu như những cái vị mà ở sinh về cái cõi vô sắc đấy, trước khi sinh về cõi đấy, vị đó đã từng hành thiền, vị đấy đã từng có những cái kinh nghiệm về thiền quán rồi, thiền tuệ rồi, thì sinh về cõi vô sắc vị đấy tự thực hành thiền tuệ luôn. Vì lúc đấy cái ý thức của vị không có thân, nhưng mà cái ý thức nó rất là mạnh. Vì không có thân thì chỉ có tâm thôi mà, chỉ có tâm thôi thì cái tâm nó rất là mạnh, vị đó có thể thực hành thiền và chứng đắc đạo quả rất dễ dàng, rất nhanh chóng, nếu như vị đó có kinh nghiệm. Nhưng mà vị đó là một cái người không có kinh nghiệm, không chưa hề biết về những cái pháp thiền gì, thì vị đó có thể vẫn cứ thực hành cái pháp thiền vô sắc đấy, thì chết ở cõi vô sắc vị lại sinh lại cõi vô sắc, cứ sinh ở cái cõi vô sắc đấy cũng có thể là hoài hoài lâu lâu. Đến một lúc nào đó vị đó mà khởi lên cái tà kiến, nghĩ rằng cõi này vĩnh hằng rồi, chẳng cần phải tu tập nữa, vị đó lười biếng chẳng hạn, thì khi chết thì vị đó lại sinh về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới trở lại. Tức là vị đó có thể lại rơi xuống cõi người hoặc là cõi chư thiên, rồi từ đó thì vị đó lại rơi xuống nữa, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Vậy thì về cõi vô sắc, bởi vì là không có thân cho nên là không nghe Phật pháp, không đàm luận được với người khác, nên là sinh về cõi vô sắc thì dù Phật có ra đời các vị ấy cũng không gặp được Phật. Đấy là nó chỉ là một cái bất nợ ở cái cõi vô sắc là như thế. Nhưng mà các vị thích sinh về cõi đấy bởi vì cái tuổi thọ nó rất là lâu. Cõi không vô biên xứ thì có thể thọ đến 20.000 đại kiếp. Cõi thức vô biên xứ có thể có tuổi thọ đến 40.000 đại kiếp trái đất. Cõi vô sở hữu xứ thì có thể thọ đến 60.000 đại kiếp. Cõi phi tưởng xứ thì có thể thọ đến 80.000 đại kiếp. Trái đất tức là cái tuổi thọ lâu như thế thì các vị có thể trú ở trong đấy một kiếp cũng đã là rất là dài rồi, vô lượng vô biên rồi. Nên là nhiều vị mà muốn sống lâu là sinh về cõi đấy thì sống lâu nhất. Còn không còn cõi nào sống lâu hơn. Nên là ai thích sống lâu thì cứ tu cho chứng các cái tầng thiền vô sắc rồi sinh về đấy mà hưởng cái sự sống lâu. Còn cái cõi người này quá ngắn khủng khiếp, ngắn bằng một cái tích tắc ở cái cõi đấy thôi. Nên là đừng lắm nhiễm một cõi người này. Thưa sư, con muốn hỏi một câu về từ thánh quả và những cái vị mà từ Bồ Tát mà phát tâm để tích lũy các cái ba la mật để thành một vị Phật ạ. Thì nếu mà kết quả cuối cùng của một vị Phật toàn giác hoặc là các vị mà chứng đắc thánh quả thì đều là nhập niết bàn. Thế thì con có đọc sách của thầy thì có ghi là một vị Bồ Tát thì họ từ chối để trở thành một vị A La Hán. Tức là vị Bồ Tát đấy từ chối để nhập niết bàn và sau đó lại tích lũy ba la mật để thành một vị Phật, sau đó nhập niết bàn.
Thế thì cái đích cuối cùng vẫn là nhập Niết Bàn, thì tại sao lại có một cái tâm nguyện mà có khi phải đánh đổi đến hàng trăm nghìn đại kiếp sau chẳng hạn để có thể thành một vị Phật mà cứ tái sinh liên tục như thế, mà thay vì là mình chọn luôn A-la-hán mình nhập Niết Bàn luôn? Nếu như một cái vị Bồ Tát mà ngay cái lúc đấy vị đó có thể chứng Niết Bàn, tức là chứng quả A-la-hán ngay khi nghe bài kệ của một vị Phật đấy, thì vị đấy sẽ trở thành một vị A-la-hán thường. Tức là một vị A-la-hán thường thì không hóa độ được chúng sinh giống như một vị Phật. Ví dụ như là một vị Phật ra đời, vị đấy sẽ có cái trí tuệ toàn giác. À, cái vị đấy trong bốn A Tăng kỳ kiếp đấy là để đi gieo duyên với chúng sinh. Tức là vừa tích lũy các ba la mật, nhưng mà thực ra là để vừa là để gieo duyên với những cái chúng sinh mà người ta chưa có duyên với giáo pháp ấy, chưa có duyên với Niết Bàn, với con đường giác ngộ này. Thì trong ví dụ như là mình bây giờ mình gặp Phật tu học cái giáo pháp này, là có thể là trong những cái kiếp quá khứ khi mà vị Bồ Tát đang tu ấy, mình đã từng được thọ nhận một cái sự bố thí gì của vị đó. Ví dụ như vị Bồ Tát thì bố thí rất là nhiều. Trong các cái ba la mật thì đặc biệt là cái ba la mật về bố thí là rất là nhiều. Vì có bố thí nhiều mới gieo duyên với chúng sinh được nhiều ấy. Có gieo duyên với chúng sinh thì sau này chúng sinh người ta mới có cảm tình với mình, cái cảm tình với cái giáo pháp của mình, rồi người ta mới theo mình tu học. Thì đấy là một vị Bồ Tát chấp nhận ở trong luân hồi lâu dài như thế. Mà đặc biệt vị Bồ Tát ấy luôn luôn ưa thích ở cái cõi sinh làm người để tích lũy ba la mật nó dễ nhất, nhanh nhất. Cho nên là vị Bồ Tát thì phải chấp nhận gian khổ như thế vì cái lòng đại bi và trí tuệ. Lòng đại bi là vì thấy chúng sinh chìm đắm trong khổ đau, cho nên là vị Bồ Tát sẵn sàng dấn thân để hành Bồ Tát đạo, tích lũy các ba la mật và gieo duyên để độ chúng sinh ở tương lai. Thì nhờ có vậy thì mới có những vị Phật ra được để mà độ chúng sinh như bây giờ. Con hỏi thêm một câu nữa ạ. Đấy là thế thì làm sao để mình biết là cái căn cơ của mình là sẽ là tu theo hạnh Bồ Tát hay là tu theo cái hạnh mà chứng đắc đạo quả trong kiếp này để mình giải thoát ạ? Có cách nào để biết không ạ? Nếu như mà mình một cái người mà muốn tu theo Bồ Tát đạo thì đó là hoàn toàn do mình tự phát nguyện thế. Tự mình phát nguyện nhé. Nhưng có những người cứ nguyện là tôi sẽ nguyện tu để thành Phật, chánh đẳng giác ở trong tương lai. Thì có thể là vị đó phải âm thầm phát nguyện ở trong tâm như vậy, trải qua 9 A Tăng kỳ kiếp, hoặc là vị đó phải trải qua tới 11 A Tăng kỳ kiếp ấy. Âm thầm phát, tức là cứ phát nguyện ở trong tâm ấy. Rồi sau đó vị đó có thể phát nguyện ra thành lời, vị đó có thể nói ra rằng tôi tu tập để với mục đích là thành Phật, chánh đẳng giác trong tương lai. Thì vị đó cũng phải trải qua khoảng 7 A Tăng kỳ kiếp như thế, cộng với 9 A Tăng kỳ kiếp là phát nguyện trong tâm ấy. 7 A Tăng kỳ kiếp là phát nguyện thành lời, xong là thêm 4 A Tăng kỳ kiếp khi đã được một vị Phật thọ ký. Tức là trước khi một vị Phật thọ ký, giống như là Đức Phật Bổn Sư là đã trải qua 16 A Tăng kỳ kiếp trước, đó là vừa âm thầm phát nguyện trong tâm, vừa nói ra thành lời. Còn khi mà đã được một vị Phật thọ ký rồi thì tu thêm 4 A Tăng kỳ kiếp nữa, có thể là phải 8 A Tăng kỳ kiếp, có thể là 16 A Tăng kỳ kiếp nữa. Còn tùy theo từng cái vị Phật, có vị Phật về trí tuệ thì tu 4 A Tăng kỳ kiếp là thành. Có những vị Phật thuộc về đức tin thì phải tu đến vị Bồ Tát đức tin thì phải tu 8 A Tăng kỳ kiếp, vị Bồ Tát tinh tấn phải tu 16 A Tăng kỳ kiếp mới thành một vị Phật. Đấy là cái con đường thành Phật rất là lâu. Và cái con đường tu Bồ Tát đạo càng lâu thì càng gieo duyên được với nhiều chúng sinh. Vậy cho nên là khi một vị Phật ra đời cũng có thể độ được rất nhiều chúng sinh, cũng có thể tùy theo cái ba la mật của từng vị. Cho nên là có vị thì độ được nhiều, có vị độ được ít. Đấy là cũng khác nhau như thế. Thì cuối cùng là cũng đi đến Niết Bàn. Đi đến Niết Bàn là như nhau. Một vị A-la-hán thường cũng thế, một vị Phật cũng thế, một vị thượng thủ A-la-hán cũng thế, bích chi Phật cũng thế. Đến lúc mà vào Niết Bàn là như nhau. Nhưng mà khi mà để làm lợi ích cho chúng sinh thì khác nhau. Vậy thôi. Còn ví dụ ai cũng là Bồ Tát. Ví dụ có những người mà phát nguyện chứng đến quả vị Phật toàn giác, và vị đó tu tập thì vị đó là gọi là Bồ Tát chánh đẳng giác. Một vị có cái nguyện là trở thành một vị bích chi Phật,
Và thì khi mà vị đó tu tập thì vị đó cũng là một bậc độc giác Bồ Tát, một vị gọi là phát nguyện trở thành một vị thượng thủ thanh văn, cũng gọi là thanh văn Bồ Tát. Còn nếu như bây giờ mình chỉ nguyện chứng đắc Niết Bàn thì mình cũng là thanh văn Bồ Tát. Vậy thì ai mà có cái nguyện mà đi đến Niết Bàn cũng đều là Bồ Tát cả, nhưng cái mức độ Bồ Tát cao thấp khác nhau mà thôi. Con xin hỏi là mấy hôm nay con đọc cái kinh Châu Báu ạ, thì trong đó có nhắc đến tám pháp thế gian, thì là con còn chưa hiểu cái tám pháp thế gian đấy nó như là những pháp gì mà nó vận hành như nào ạ? Thì mong sư giảng dạy cho con và mọi người ở đây cùng được biết ạ. Tám pháp thế gian ở đây có nghĩa là nội suy hủy diệu sinh cơ, xưng cơ cổ là, tức là được nợ và mất nợ, tức là ý muốn nói là cái tâm của một cái người đời dễ bị dao động bởi tám cái. Khi mà mình được nợ thì mình lắm nhiễm vào nợ, khi mà mình mất nợ thì mình đau khổ vì mất cái nợ dưỡng ấy, tức là những cái nợ lạc, nợ ích ấy. Gọi là nợ suy hủy dự, tức là khi mà mình được khen thì mình đắm nhiễm vào cái lời khen, khi bị chê thì mình tức tối sân hận với cái sự bị chê. Đấy là cái tâm của cái người không tu tập, tâm nó bị dao động bởi cái nợ và mất nợ, khen và chê. Khi mà mình có cái sự khổ đau thì mình sinh ra cái nỗi bất hạnh, đau khổ vì cái nỗi khổ đau. Còn khi mà mình được cái thọ được cái sự an lạc, mình được hưởng thụ những cái dục lạc thì mình lại cảm thấy hạnh phúc, thì tâm nó cũng đắm nhiễm vào đấy. Nội suy hủy dự xưng cơ khổ nạn. Thì đấy là những cái đấy được gọi là tám cái rõ thế gian, và nó làm quấy động cái tâm của một cái người không có tu tập. Còn những người mà có cái tâm tu tập thì sẽ tự tại, không bị những cái rõ thế gian đấy, hay là không bị tám cái đấy, nợ được nợ hay mất nợ, hay là được khen chê yêu ghét, khổ nạn. Thì đấy là một cái người có tu tập thì tâm không bị động bởi những cái điều đó, và những người không tu tập thì luôn luôn bị cuốn hút theo những cái điều đó.